Xin chào mọi người. Xin mời mọi người tham quan quy trình làm bậc lan can, làm mặt bậc bằng đá khu vực 2-1. Cột thang này thì mặt bậc là đá kim sa và mặt cầu bậc là bằng đá trang sức. Đây là công trình cải tạo. Ngày trước thì công trình này được là làm bằng mặt bậc bằng gạch men. Sau một thời gian cũng khá lâu thì gia chủ quyết định cải tạo và lắp lại bậc đá cho cầu thang. Trong bài này xong ấy. Ông đội mũ à, đi dài là quay giờ này. Phần dưới là cột thang đã được hoàn thiện. Với mặt bậc bằng đá kim sa nó tạo ra độ rất sang trọng cho công trình. Các bạn thấy cái ánh đèn này xuống nó sẽ phản ánh ánh sáng, tạo ra cái ánh kim trong đá rất đẹp. Đây là mặt bậc đã đánh cánh là lợi đá. Đây là phần cổ bậc bằng đá trắng sứ. Là phần 6. Và mặt bậc thì dày 2 phân. Đây. Phần đá được thợ đá cắt và gắn keo phần lợi và tại trường. Và chuyển tới lắp vào. Họ đang đo lại để xác định kích thước của một chéo. Đo để cắt đá chéo này. Các bạn cầu thang thì bậc kéo luôn là cái phần mất nhiều thời gian nhé. Được bổ sung.
rất cẩn thận. Đây cầu thang phần trước đã được bật bỏ phần một bậc gạch men. Sau khi hoàn thiện được việc, mới đấy. Một chéo đã được lắp vào vị trí. Như vậy là cầu thang đã được lát xong, phần đá hoàn thiện, thợ đang đánh bóng vào đá. Chúng ta sẽ đi một vòng thăm các cái vị trí đã lát. Rất đẹp. Chúng ta nhìn cái phần cổ được tạo cái G cho cả hai phương. Rất cầu kỳ. Phần bữa chát bù vào cái phần đục để hoàn thiện chờ sơn bả. Phần này chưa được chát. Chúng ta nhìn từ trên xuống, cầu thang này ngay ở vị trí hướng trời nên ánh sáng rất lớn. Cầu thang lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng. Thế các bạn kiểm soát thì đã kiểm tra cái ánh sáng gọi vào và ánh lên ánh kim rất sang trọng. Thang sẽ được lắp lên cao và sơn lại, sẽ hoàn chỉnh cửa hàng trong thời gian vài ngày tới. Tới đây nhà vui xin kết thúc video lắp đá mặt hàng tại đây. Mọi người đăng ký kênh để quan sát và theo dõi các video tiếp theo.